大家好，又是我美江啊。Xin chào tất cả mọi người, lại là mình Mỹ Giang đây. Sau daily vlog đầu tiên mình làm vào cuối năm 2021, cũng là khoảng thời gian dịch bệnh, thì hôm nay mình lại quay trở lại làm daily vlog một lần nữa khi cuộc sống của mình đã thay đổi nhiều so với lần trước. Và lần này thì mình sẽ làm bằng tiếng Việt nha. Hôm nay mọi người hãy cùng theo chân mình xem một ngày của sinh viên đại học ngoại thương sẽ diễn ra như thế nào nha. Thực sự mà nói thì mình cảm thấy FTU có lẽ là một trong những trường bắt đầu lớp học buổi sáng sớm nhất ở thành phố Hồ Chí Minh rồi á. Tiết đầu mình học là bắt đầu lúc 6:45 mà nhà mình cách trường 13 cây số nên mỗi ngày đi học mình đều phải dậy từ 5:30 sáng rồi 6 giờ ra khỏi nhà. Bởi vì mình chỉ còn ra khỏi nhà muộn hơn 10 đến 15 phút thôi là đường siêu đông và đến trường muộn là cái chắc luôn. Hồi ở Hàn mình có kể cho bạn mình nghe là lớp học ở Việt Nam bắt đầu lúc 6:45, xong tất cả các bạn đều kiểu bị sốc vì sao mà giáo dục Việt Nam lại gắt đến vậy luôn á. Tại vì tiết sớm nhất ở Hàn cũng là 8 giờ lận cơ nên bạn mình nó có bảo là nếu ta mà ở Việt Nam chắc ta sẽ cúp tiết hoài luôn. Cơ mà công nhận là mỗi hôm đi học như này thì buổi tối lúc nào mình cũng phải đi ngủ sớm hết, chứ nếu mà cú đêm thì chắc chắn là sáng hôm sau ngủ quên luôn. Dạ, cho con một phần nuôi súp. Đây là món ăn mà hầu như mỗi sáng mình đều sẽ ăn ở Phở Tu, món nuôi súp. Và không thể thiếu một ly sữa đậu nành. Mua xong đồ ăn sáng rồi thì đi vào trường thôi. Món nuôi này hồi mình mới vào năm nhất năm 2 thì cô bán có 12 ngàn một phần thôi, là siêu rẻ luôn. Qua dịch thì tăng lên 15 ngàn nhưng mình vẫn cảm thấy cực rẻ so với một phần chất lượng như vậy. Ăn hộp này xong cộng thêm một ly sữa đậu nành 5 ngàn nữa, tổng cộng 20 ngàn cho một buổi sáng vô cùng no say và đủ năng lượng cho cả một buổi sáng đi học mệt mỏi. Hiện tại thì mình đang là sinh viên năm 3 rồi nên hầu như chỉ còn lại những cái môn chuyên ngành thôi. Vì kỳ trước mình skip mất 4 môn để đi trao đổi. Có vài môn dạy những kiến thức tiền đề cho mấy môn kỳ này nên là mấy môn này mình đi học có hiểu cái không. Thật sự là giống như vịt nghe sấm vậy á. Bây giờ là mình đang học môn quản lý vận tải quốc tế này và chuẩn bị phải lên thuyết trình rồi. The first issue is the interference by the government's policy of antitrust. As we have already known, globalization has changed the world production mode through specialization and economy of scale in production and relies. And the second issue is that the line of appearances are facing at the moment is new cooperation for replacing the line of appearances. Line of appearances, which is the earliest cooperation form in the history of liner shipping services that focus on freight control, are considered to be less effective, efficient than before. Các bạn lần này bị trừ một chút, tất cả lần này không có nhóm nào vừa. Các bạn nhầm lẫn giữa intermodal transport và multimodal transport, các bạn đọc lại trong slide. Mỗi môn Phở Tu thì thường kéo dài 3 tiết, mỗi tiết 45 phút nên là đến khoảng 9:15 thì mình sẽ học môn thứ hai là môn quản lý kho hàng và phân phối. Giảng viên dạy môn này đã từng dạy mình môn học nhập môn về logistics luôn nên là cô khá là thân với lớp. Cô cũng là phó giám đốc Phở Tu cơ sở 2 nữa, ngầu quá ha. Hôm nay lớp mình cũng có thuyết trình luôn, nhóm mình thì thuyết trình từ buổi hôm trước rồi nên cũng khá là nhẹ nhõm. Cuối cùng thì mình đã tan học rồi, yay! Lên năm 3 rồi thì số môn cần phải học ít đi nên là thay vì học cả ngày như năm nhất, năm 2 thì bây giờ mình chỉ cần học nửa ngày là về nhà rồi. Bình thường số môn trung bình một kỳ mình học là khoảng 8 đến 9 môn nhưng kỳ này mình học có 3 môn thôi nên là mọi người hiểu mình đang rảnh rỗi như thế nào rồi đó. À, bình thường trên đường đi học về thì mình hay ghé cái tiệm donut này mua bánh về ăn nè. Đặc biệt là luôn ăn cái vị ngũ cốc này. Tên bánh là Cinderella, siêu dễ thương luôn ha. Cũng là món signature của quán. Lâu lâu cứ hay bị thèm mấy cái ngọt ngọt như vậy á, thực sự là ăn đồ ngọt sẽ giúp mình healing được rất là nhiều luôn á mọi người. Lúc mình về đến nhà thì cũng lố giờ ăn trưa của cả nhà rồi nên là thường mình sẽ ăn một mình, sau đó sẽ mở một bộ phim nào đó hay ho lên xem. Từ hồi ở Hàn về thì mình ở nhà khá là nhiều nên cảm giác mọi thứ nó cũng hơi bị trì trệ. Hiện tại mình cũng chưa đi làm lại mà chỉ đi học thôi, cũng muốn tập trung làm content hơn nên là thực ra một ngày của mình nó cũng khá là nhàm chán á mọi người. Ăn xong thì mình lên lầu nằm cày phim thêm xíu nữa rồi ngủ trưa. Không biết có ai giống mình không nhưng mà mình là một người cần phải ngủ trưa mới có sức để làm những việc khác á. Nên cho dù ngủ hơi trễ nhưng cũng ráng chậm mắt ít nhất nửa tiếng để cơ thể được refresh lại. Bây giờ là khoảng tầm 3 giờ rưỡi chiều á và mình vừa mới ngủ dậy thôi là nhìn mình nó hơi thiếu sức sống một xíu. Nhưng mà mình có chuẩn bị cái giả sử hồi trưa mình mua để kiểu vừa uống vừa tâm sự bằng ngủ một xíu. Thì đây là cái video daily vlog mà nên là mình sẽ không có kiểu make up lộn độn như những cái video khác đâu. Và đây sẽ là hình ảnh rất là thường ngày của mình, hay đeo kính này để lại kiểu hay để bật mộc á. Nhưng mà xấu quá thì mọi người thông cảm ha.
Ok, giờ khô trà sữa nha, xong rồi nói tiếp. À mọi người ơi, cái này là Nutrit á, siêu ngon luôn. Hôm nay thì mình uống trà sữa. Bình thường mình thấy là cái trà cây nó sẽ ngon hơn, nhưng mà sữa nó bị chói cái này. Trà cây sẽ ngon hơn, nhưng mà hôm nay thì thèm trà sữa, nó sống trà sữa. Hơi nhàm chán một xíu. Trừ mấy ngày mà đi lên trường học ra thì hầu như ngày nào mình cũng sẽ ở nhà hết, và hầu như là sẽ không có việc gì để làm. Thật sự hiện tại thì mình vẫn chưa đi làm trở lại, mà vẫn đang ở nhà làm content cho kênh của mình, đó là TikTok và YouTube. Mặc dù vẫn chưa được nhận được quá nhiều sự quan tâm, nhưng mình vẫn thích làm như vậy á. Và lâu lâu thì sẽ làm những cái test trong các cái môn học đại học trên trường á. Và mặc dù nghe vậy thôi, mà thực ra là nó cũng mình làm xong những thứ đó rồi á, thì mình rảnh khá là nhiều thời gian trống trong ngày và không có gì làm. Và cái việc một cái người hướng ngoại như mình mà ở nhà nhiều như vậy á, mà kiểu hầu như là ở nhà một mình thôi, không có người nói chuyện chung, thì mình dần dần trải qua cái cảm giác khá là down mood, tại vì không ai nói chuyện chung với mình nè. Vì em gái của mình á thì là người thường xuyên nói chuyện với mình nhất ở trong nhà á, thì em lại đang đi du học ở Hà Nội tiêu rồi, nên là mình cũng kiểu hơi cô đơn đó mọi người. Để uống thêm miếng trà sữa. Lên uống lại trà sữa vừa. Thực sự nhìn bạn bè xung quanh á, mà đi intern đi làm hết rồi nè, thì thực ra cũng làm cũng khiến cho mình hơi có một cảm giác rush một xíu. Và đặc biệt á là nếu mà bạn không phải tu á, thì cảm giác peer pressure hay người ta hay gọi vui là mệt á, nó còn nhiều hơn nữa kìa. Sau khi từ Hàn về thì mình cũng hơi hứa cái thứ cho bản thân rồi, nhưng mà cảm giác như mọi thứ diễn ra hơi là chậm á, nên là mình cảm thấy nó hơi insecure một xíu. Thực ra mình cũng không dễ bị ảnh hưởng với cái peer pressure đâu, nhưng mà tại vì khi mà nó diễn ra trong thời gian dài quá rồi á, thì nó sẽ ảnh hưởng một xíu, nhưng mà mình cũng không phải là bị tác động nhiều, mình nghĩ vậy. Ban đầu về thì mình còn có dự định là sẽ học thêm một cái ngôn ngữ mới thôi, nhưng mà đến hiện tại thì mình vẫn chưa bắt đầu đó mọi người, tại mình cảm thấy mình chưa có mood để bắt đầu cái ngôn ngữ mới đó. Và thậm chí là mình đang bị chững lại cái việc học tiếng Trung nữa, tại vì mình chưa tìm ra một cái cách nào đó để duy trì nó. Nói chung là mình cảm thấy mình thuộc dạng người là cần sự khích lệ hơn hết nhiều, chắc vậy. Hoặc là cần được surround bởi mọi người nhiều, tại vì mình kiểu thích được giao tiếp á. Và cái thời mà ở Hàn á thì mình ở ký túc xá mà, nên là kiểu như chỉ còn bước ra khỏi cửa là để gặp bạn rồi á, nên nó cảm thấy lúc nào cũng vui vẻ hơn nè. Không được bạn bè nói chuyện này hay động viên kêu là như trước cố gắng lên, nhưng bây giờ thì ở một mình nhiều hơn á, thì sẽ cảm thấy nó hơi bị down mood này, insecure này, và cảm thấy là không biết là những cái nỗ lực trước giờ của mình nó có xứng đáng hay không, nghe nó hơi buồn nè. Nhưng mà hôm nay thì mình kể ra như vậy để cho mọi người biết được là không phải là cuộc sống này nó cũng diễn ra theo như những gì mình muốn. Và đằng sau những cái thước phim rất là tích cực của mình thì mình cũng có những cái nỗi trăn trở riêng với mọi người. Mình cảm thấy là những cái lời tâm sự này thì nó sẽ không thể nào hợp lý hơn bằng việc là kể ra trong một cái clip daily vlog như vậy, nên là mình nghĩ là mình cũng sẽ kể ra. Và thực sự là nhìn những cái lượt view của mọi người này, những cái lượt comments của mọi người và những cái lượt subscribe á, thực sự là đã tạo cho mình động lực rất là nhiều để duy trì kênh này. Mặc dù là từ lúc về Việt Nam thì mình ra video chậm hơn hẳn, kiểu như 2 tuần một vít, nhưng mà cái hồi ở Hàn là 1 tuần một vít, không biết sao mà đã năng suất được vậy luôn. Nhưng mà cơ bản thì mình cũng vượt qua những cái này nhanh lắm, không có lâu, tại vì chắc cũng kiểu cái kinh nghiệm trải qua vượt qua nhiều rồi, với lại những cái insecure này nó cũng không là gì so với những thứ mình trải qua trong quá khứ. Mình cảm thấy là ok, mình very strong, I'm a strong woman, nói chung là I can get through mọi cái hardships kiểu vậy. Yeah, thôi chuyên mục tâm sự đến đây kết thúc. Nói cũng kiểu nói cái tâm sự ngắn không, tâm sự cũng dài vậy sợ. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã lắng nghe, và sau buổi tối này thì mình sẽ kiểu giờ đi ăn tối xong rồi đi tập thể dục và tiếp tục cái daily vlog này nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đã đến giờ ăn tối rồi. Bữa nay thì mình sẽ làm món nui xào nha. Món này mình ăn được ở một quán bột chiên ruột mà mình đã ăn từ hồi tiểu học đến giờ luôn. Mà bây giờ nhà mình đến nó hơi xa nên đôi lúc thì cũng phải tự làm mà ăn thôi. Mặc dù hương vị chắc là giống khoảng 6-7 phần. Vì buổi tối sẽ đi tập nên mình sẽ ăn tối đủ chất một xíu cho có đủ năng lượng nè. Mình ăn cũng sớm so với giờ đi tập thôi nên là cũng sẽ không bị quá no đâu. Nghe có vẻ hơi khó tin nhưng thật sự mình là một người rất là lười tập thể dục á mọi người. Mặc dù trước đây mình đi nhảy khá là nhiều, nhưng mỗi lần tập một môn gì đó mà quá mệt mỏi á là mình hay bị nản với lười ấy. Nên là thật sự tập thể dục là một thứ gì đó khá là bắt buộc đối với mình. Tuy nhiên thì từ hồi đi Hàn về mình cũng không tập nhảy nữa, thì mình cảm thấy việc ở nhà quá nhiều mà không vận động nó cũng không tốt cho sức khỏe lắm. Nên là dạo gần đây mình với bạn mình đang bắt đầu set khá là nhiều kèo đi đánh cầu lông, cố định 2 buổi một tuần, để chơi ít ra thì mình cũng sẽ phải tập luyện một thứ gì đó để duy trì sức khỏe. Mình thì không quá giỏi đánh cầu lông đâu, với cả cũng đi chơi vì vui là chính thôi. Nhưng mà mình thấy đây cũng là một cách hay ho để tụ tập với bạn bè rồi làm một vị đó healthy á.
Mới đánh có một trận thôi mà cũng đã mệt phờ cả người luôn rồi á. Tôi sau những trận đấu. Anh mình ơi. Nói heo thì vậy thôi chứ sau mỗi buổi tập thì thường bọn mình sẽ đều đi ăn uống gì đó, coi như là ăn bù cho số calo đã tiêu hao. Nhưng mà bữa nay đánh xong cũng muộn rồi nên là mình với anh mình chỉ mua sinh tố đem về uống thôi. Bạn nhất cực nhất trong cái việc edit video luôn. Mình phải ghi đúng chính tả xong rồi phải đúng cái nhịp mà nó cắt. Trời. Về đến nhà rồi, yay. Mấy bữa đi đánh cầu buổi tối này về nhà là không thiết tha làm gì nữa luôn, tại quá là đuối rồi á. Sau khi tắm xong thì mình sẽ ráng dành tầm 1 tiếng làm task gì đó nếu có, hoặc là lên ID làm content mới thôi à. À, trừ trường hợp bắt đắc dĩ ra thì mọi người nên hạn chế tắm đêm hết sức có thể nha, vì thật sự rất là nguy hiểm luôn á. Làm xong hết task rồi thì mình sẽ coi phim một xíu thôi nè, sau đó thì đánh răng rửa mặt và chuẩn bị đi ngủ thôi. Mình tháo niềng cũng được hơn nửa năm rồi đó, nhưng bây giờ vẫn còn phải đeo hàm duy trì nè trời. Mình cũng không skincare kỹ lắm, thường thì chỉ bôi kem trị mụn với lại mặt nạ ngủ môi thôi à. Dạo này thì mình lên mụn ở trán hơi nhiều do hay thức khuya quá nên là dạo này cũng đang cố gắng ngủ sớm lại. Thế là đã hết một ngày của một đứa sinh viên Phật tu hai, quá là nhàn rỗi rồi đó mọi người. Mong là mọi người sẽ không cảm thấy nó quá nhàm chán ha. Và bây giờ thì chúc mọi người ngủ ngon. Quạch anh.